Chị Lê xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh của chị Lê. Bữa nay mình muốn chia sẻ cho các bạn cách thay cục pin cho cái máy quay này các bạn. Cái máy này là cái máy để chống rung đó. Nó gọi là máy này tên là Junjun Smooth Q nha. Các bạn YouTuber nào mà có thường đi quay phim thì phần đông là các bạn có những cái máy này. Đó, cái máy này nó có thể xoay được ba trục khác nhau nha. Gọi là Tri-Axis nè. Tri-Axis Smartphone Stabilizer. Tức là nó quay theo ba trục khác nhau các bạn. Cho những cái máy quay hình bằng điện thoại. Thì cách thay cục pin này thì rất là dễ. Nhưng mà rất là phải các bạn phải cẩn thận khi mà các bạn thay nó đó. Thì dễ bị xây xước những cái bề mặt của cái máy quay các bạn. Đây là cái máy quay đây. Đó thì cái máy quay của Chile mình mua cách đây cũng khoảng 2 năm mình xài. Và bây giờ nó hết pin rồi. Sạc vô nó không vô bạn. Nó vô được có khoảng, nó nói đầy nhưng mà lúc mà xài chỉ được có không tới 1 phút nữa. Cái này nè, nó đang về nè. Không tới 1 phút nữa, nó hết pin luôn. Nó đang quay về các bạn. Cái điện nó quẹo xuống rớt luôn. Và không có pin luôn, không có power luôn nha. Thì chị Lê cũng muốn thay pin để mình chuẩn bị cái hành trình đi du lịch cho năm nay bạn. Thì khoảng vài tuần nữa là mình đi du lịch qua bên Florida, lại đi qua nước Miến Điện. Cho nên mình muốn quay cảnh ở bên ngoài đó. Thì muốn quay cảnh bên ngoài mình phải có cái những hình ảnh nó không có bị đi lung tung, nó không có được cân bằng á. Thì cái hình ảnh nó rất là xấu, không có đẹp. Cho nên mình muốn có cái máy này quay bên ngoài nhiều để cho có những cái hình ảnh, cái video rất là đẹp cho các bạn xem. Thì để thay cục pin này thì chị Lê sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tháo ra làm sao để không có bị hư trầy trụa cái bề mặt của cái chỗ tay cầm á. Đây, phần đông á là khi một số YouTuber đó thay đó bạn, hoặc là một số cái tiệm mà sửa máy đó, họ mở máy này ra nè, họ có cảnh báo cho các bạn biết rằng là nó sẽ bị trầy những cái chỗ này nè các bạn. Trầy ở đây nè, trầy rất là nhiều. Cho nên khi các bạn cầm tay vô, nắm vô, nó có những cái vết xước á, làm cho cái tay của bạn bị xước tay, có thể bị xước á. Tức là nó không có nhẵn nhụi nên cầm vô không có được tốt. Đây nè, mình đã tháo rồi nha. Và mình bị trầy một chút ở dưới đây thôi. Mình sẽ chia sẻ các bạn cách tháo pin làm sao cho nó không bị trầy. Đó, thì cái dụng cụ để tháo pin này ra là gồm có những gì? Chỉ có hai cái thẻ mà thẻ credit card của bạn đó. Phải dùng hai tấm thẻ này với lại một cây trục nuvis nhỏ nhỏ thôi. Đó thì loại này là cái máy này tên là, để mình cho các bạn xem lại nha. Junjun Smooth Q á. Loại máy này thì nó ra cái loại mới rồi, gọi là Q1, Q2 and Q3. Đó là những cái model mới, nhưng mà cái của Chile mua cách đây 2 năm thì nó chỉ có Smooth Q thôi. Đó thì mình sẽ sau đây Chile sẽ chia sẻ cho các bạn từng bước một cách mở cái máy này ra làm sao để tránh cái tình trạng là hư cái bề mặt của chỗ tay cầm á, và thay cục pin ra làm sao, và hướng dẫn các bạn là muốn mua cục pin nó loại cục pin gì để hỗ trợ cho cái việc sử dụng cái máy này được là lâu dài và bền. Xin mời các bạn theo dõi nha. Trước tiên mình tháo cái phần này ra các bạn. Trước tiên mình tháo ra, mình phải tháo một con ốc nó nằm dưới đây nha. Đó là cái bước đầu tiên. Đây là con ốc mình đã tháo ra nè, nằm đây nè. Đó mình dùng cái trục nơ vít này mình tháo ra. Đó. Sau đó mình bắt đầu mình nại cái bên hông. Mình nại cái bên hông bằng những cái tấm credit card này nè. Đó. Còn nại bên đây. Sau đó mình mới dùng cái thuộc nơ bít mình nại ở dưới. Đó là mấy cái bước mà chị Lê muốn chia sẻ cho các bạn. Đó. Hey. Đó. Đây là mặt trước nè. Thì nó có những cái nút này mà các bạn xài máy này các bạn biết cái những cái function của nó nha. Này, nút này nút nút power nè.
Thì khi các bạn thử bật cái power lên nha, lên xem sao. Hết pin luôn. À, thông thường là khi các bạn bấm cái nút này á, thì nó có cái chữ power này, là chữ này nè, nó nổi màu vàng lên, màu cam chứ, mà nó hết pin luôn rồi, sạc vô cũng vô luôn. Đó thì cách mở này thì dễ lắm các bạn dùng cái thẻ credit card này nè các bạn. Này đây, để mình cho các bạn xem nha. Cái thẻ credit card này các bạn bỏ bỏ vào bên hông này, nạy nó ra, nạy từ từ ra các bạn. Đó, nạy chút thôi. Đó, nạy vậy nè. Xong rồi ở bên đây á, bạn nạy tiếp thêm chút nữa, nó sẽ mở ra một chút, nó hé hé thôi vậy đó, là ok đó. Rồi sau khi các bạn mở được bên đây rồi á, các bạn qua bên đây cũng làm giống như Trang vậy luôn á. Đây, bạn lấy cái credit card này không, các bạn lấy nó chỉ có khoảng cái hở nhỏ xíu thôi, nhưng mà mình bỏ này vô được. Các bạn bỏ vô cái bạn nạy lên vậy nè đó. Tại vì các bạn mà nếu mà các bạn dùng cái thuật Novix này, các bạn nạy thì cái mặt này nó sẽ hư nè, các bạn trầy hết trơn, trầy trụ luôn, rất là nhám, không có đẹp. Cho nên các bạn dùng cái này nạy nó đó, nạy nó vậy nè, nó nạy vô. Thì sau khi các bạn nạy ra rồi các bạn thấy nè, ở bên trong này các bạn nó có những cái nấc đó. Đó thì khi các bạn nạy ra một chút, các bạn thấy cái này, các bạn phải tránh những cái nấc này nha. Tại vì nếu mà các bạn không biết đó, bỏ những cái critical này vô, các bạn nạy sao mà kỹ cái chấu này á, là nó không có bám nha các bạn. Tại vì cái chấu này là gì, là cái chấu dưới á, nó ăn khớp với nhau, nhưng mà nó vô rồi thì nó sẽ giữ lại, nó không có bị bung ra. Cho nên mỗi một cái mặt này nó có hai cái chấu, chấu thứ nhất nè, cái chấu thứ hai nè, đó là một bên nha. Đây mình cho các bạn xem kỹ lại nè, đó, đây, đây nè, thấy rõ không? Thấy rõ không bạn? Thì cái mặt bên đây cũng giống như Trang vậy thôi. Mặt bên đây thì nó cũng có hai cái máu đó để nó giữ lại. Đây, các bạn xem nè, đây, máu này nè, máu trên nè, là máu dưới, nó hai hai cái máu này nó sẽ khớp lại. Đây cũng có một cái máu nữa, tức là mỗi bên có hai cái máu nha. Ba cái chứ, bên đây có một cái nữa bạn, ba cái nha, một nè, hai nè, ba nè. Thì các bạn khi các bạn dùng cái thẻ này nè, các bạn khai 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 lên chút đó, các bạn thấy nó có ba cái lỗ nha, các bạn phải tránh những cái này nha, đừng có đút cái thẻ vô mấy cái này nó sẽ gãy hết đó. Mình đem về ba cái luôn nha, nãy mình nói lộn, ba cái luôn. Đây con cái nè, ô cái này bị gãy rồi sao? À, không có, vẫn còn, đây vẫn còn nha. Đó, một nè, hai nè, ba nè, đó. Thì sau khi các bạn mở bên hông rồi á, mở lên chút đó, cho nó hé một chút thôi, thì các bạn quay ra cái đít của nó đó. Thì cái đít này các bạn dùng cái thuật Novix nhỏ nhỏ thôi, các bạn nạy hai bên nạy một chút thôi, nạy lên một chút thì các bạn sẽ thấy hai cái máu hai hai bên luôn, máu này với máu này. Mà chị Lê không biết, chị Lê mở ra cái làm gãy cái này gãy bên tại vì khi mở ra khi chị Lê thấy nó bị gãy không, cho nên chị Lê mới mới muốn lên cái video này để chia sẻ cho các bạn, để tránh tình trạng mình làm trầy xước hai mặt, cái mặt hai bên của cái máy quay chống rung nha. Thì ở dưới đây thì nó chỉ trầy một chút thôi, đây trầy một chút thôi các bạn, chút xíu à. Thì tại mình dùng cái trục robot đây nè, mình nạy nó ra đó, nạy ra từ từ nè, đó lên nữa thấy không. Thì chị Lê không biết, vô tình chị Lê nạy trúng cái chấu bên đây, nó hơi gãy một chút thôi, gãy một bên thôi à, chứ không gãy nhiều. Đó, sau khi chị Lê mở ra hết rồi thì nó ra từ từ nè bạn, đó ra nè, đó ra rồi không. Thì ở đây có cục pin nằm đây, đây là cục pin đây đó. Thì cục pin này nó có hai cọng dây đi vô thôi các bạn, dây đỏ là dây đen. Thì đây là hai, đúng ra là đây là hai cục pin nha, bên trong nó hai cục pin đó. Thì các bạn phải order, phải mua cái cục pin này bên ngoài, lên online á, mình sẽ cho các bạn xem bên online nó bán ra bao nhiêu. Thì cục pin này là nó có cái pin này nó có cái chữ nè, chữ này gọi là gì, cái mã đồ của nó đó là mã đồ SHL18650. Thì cục pin này nó có cái power phát đồ của nó là 2000 mili. Hai ngàn mili em như bạn, tức là khoảng 2 em đó.
7.4V nè. Đó, cục pin này nó sản xuất hồi năm 2018 thì bây giờ nó hết hạn rồi cho nên pin nó bị yếu. Đó. Thì để mình nhắc lại nha. XHL18650 251P 2000mAh nè. Tức là được 2A đó. Cái power rating của nó, power rating của nó là khoảng 2000mAh, tức là khoảng 2A các bạn. Thì mình có thể mua cục pin mạnh hơn chút. Đó. Thì bây giờ sau đây Chile sẽ lên mạng cho các bạn xem cái mua cục pin là sao. Thì cục pin này dễ thay lắm. Nó, bên đây trong đây á, là nó có hai cục nha, chứ không phải một cục nha. Thật ra là hai cục á. Đó, một cục nè, cục thứ hai nè. Thì pin này á, là đậu dẹp hết, nó không có đậu dẹp hết nha. Thì cái cách nối bên trong sao mình không biết không, mình phải mua và mình chỉ chia sẻ cho các bạn cách tháo ra và cách thay, cách mua cục pin ra sao thôi. Còn cái cách thay cục pin á thì mình phải chia sẻ vào một cái phần khác, nhưng mà hình như là ai cũng biết cái phần này rồi các bạn, ai cũng biết thay rồi. Chỉ có hai cọng dây thôi, hai cọng dây chỉ đỏ với đen nè, nhưng mà khi các bạn mua pin nó rời thì các bạn phải nối lại ở bên trong này nè, các bạn phải nối lại. Ở đây có mấy cọng dây bên trong nữa nè, đó, nó cách nối làm sao các bạn mở ra các bạn xem nha. Đó rồi, sau đây chị Lê sẽ chia sẻ cho các bạn cách mua cục pin ở trên mạng ra sao. Thì mình để mình bỏ lại nha. Đó, nó vậy nè. Đó, các bạn thấy không? Nó không bị trầy nha. Không bị trầy. Đó, không bị trầy luôn á. Nó bị chút xíu các bạn. Tại vì nãy Kile không biết á. Kile làm mạnh quá, chút xíu không sao. Mà ở dưới đây bị nhiều hơn chút. Nó thông thường đó là bên ngoài tiệm á, nó sửa cho bạn đó, họ cũng cảnh báo cho biết trước rồi là họ sẽ làm trầy một chút á. Nhưng mà ở đây mình chia sẻ cho các bạn cách thay, cách lấy cục pin ra sao và không bị trầy. Và ở dưới đây nó có con ốc các bạn, nãy mình quên nói, đây có con ốc nè, đây bạn xem. Ở trước khi các bạn nảy ra đó thì ở dưới đít này nè, nó có một ốc nằm đây nữa, đây ốc chị Lê đã tháo ra rồi đó. Rồi các bạn phải tháo ốc ra trước nha, tháo ốc ra trước, trước khi các bạn nảy hai bên này đó, hai bên này, sau đó rồi các bạn nảy dưới đít này, chỉ vậy thôi. Rồi, sau đây chị Lê cho các bạn xem cách tìm cục pin này trên mạng xã hội nha, trên mạng mua cái online đó. Hãy mình chiếu gần lại cho bạn xem. Ok, đây là cái website mà mình đã tìm được các bạn. Trước khi các bạn đánh vô cái Yiyun Battery L1A65 Euro, mình đánh vô này á, thì khi các bạn search cái nó ra cái này, ra cái website này. Thì cái này là cái hình ảnh của cái hình cái cục pin đó. Đây nè, cục pin nè bạn, nó cũng có cái ký hiệu giống như trang này luôn. Đây, Lion nè, Lion 18653 3.7V 2600mAh. Là loại pin này mạnh hơn cái pin trong cái máy của mình nha. Thì mỗi một cục pin vậy á, là 3V 7 thì hai cục cộng lại thành ra là 7V 3, 7V 4 như nãy mình mới chia sẻ xong đó. Thì cục pin này nó có cái power rating của nó rất là cao, 2600mAh, nó cao hơn cái cũ á. Hay cái cũ chỉ có 2000 thôi, còn này là 2600. Thì cục pin này nó sẽ rất là mạnh và nó xài rất là bền luôn, lâu luôn. Thì giá cục pin này nó chỉ có, hai cục pin nó chỉ có 16 đô thôi, tức là 15 đồng 95 sen các bạn. Đó, 15 đồng 95 sen nè, để mình cho các bạn xem. Đây, tức là 7 đồng 98 sen một cục, mà hai cục cộng lại là khoảng 15 đồng 95 sen. Thì các bạn phải, các bạn không phải trả tiền shipping, free shipping nè. Đó, chỉ giá khoảng 16 đô thôi. Thì một cái packet vậy á, là nó có tới hai cục lithium, loại này nó gọi là lithium các bạn, lithium ion, dùng cho đo beo và cho xe hơi. Nhưng mà người ta dùng cái loại pin này cho cái máy gimbal của mình đó, cái máy mình gọi là gimbal nha, cái máy chống rung đó. Thì mỗi cục là 3.7V, thì hai cục cộng lại là thành ra là 7 mấy lần. Đó, các bạn có thể mua nhiều cục
mà nhiều cục thì cái giá nó cao hơn nữa đó. Nên là bạn có thể mua những cục này, bốn cục thì giá khoảng 24 đô, nhưng mà mình mua khoảng 2 cục thôi, xài cho vui thôi bạn, 2 cục khoảng 16 đô. Mua 4 cục thì giảm giá chỉ có 24 đô thôi. Đó là sự chia sẻ của Chi Lê. À, thì Chi Lê mới chia sẻ cho các bạn cái cách mua cái cục pin để thay cho cái gimbal này á, là cái máy chống rung á. Cách mua làm sao thì mình lên cái Amazon á, mình tìm hiểu rồi mình chọn cái sản phẩm nào tốt cho mình. Và cái video này Chi Lê chỉ chia sẻ cách tháo ra cho không bị trầy xước, và cách mua cục pin làm sao. Còn vấn đề mà thay cục pin đó thì các bạn cũng nó cũng dễ thôi chứ không có khó mấy bạn. Thì các bạn sẽ chỉ đấu lại mấy cục pin đó, trong đây nó có 2 cục pin à, thì mình chỉ mở ra xem coi nó đấu dây làm sao thì nó cũng dễ, nó không có gì á. Nếu mà các bạn nào mà biết cách hàng á thì thay cục pin này rất là dễ luôn. Thì video này chỉ chia sẻ cho các bạn cách tháo ra cho không bị trầy xước và cách mua cục pin làm sao thì vậy thôi. Ok, đó là sự chia sẻ của Chị Lê bữa nay. Chị Lê xin chào tạm biệt tất cả các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn vào những video hấp dẫn kế tiếp. Chị Lê TV, bye bye, xin hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt.